À, xin chào các bác anh chị nhé à, hôm nay em lại à, tiếp tục à, quay một cái video về một cái dòng gỗ lâm nghiệp à, mang lại cái nguồn kinh tế rất là ổn định à, các bác à, à, lên đầu tư nhé đấy thì trên tem đây là cái cây à, giống trò chỉ đấy một trong những cái dòng gỗ của Việt Nam đấy, trong tự nhiên thì à, mọc rất là nhiều đấy ở trong à, tự nhiên thì à, cái cây trò chỉ này mọc ở rất nhiều các khu vực của Việt Nam như Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, đấy. À, Lạng Sơn hay là các khu vực trong uh, Tây Nguyên thì uh, cây này cây uh, giống uh, cây này thì uh, có uh, mọc rải rác các bác nhé. Uh, thì hiện nay thì uh, do cái môi trường của cái uh, dòng cây này nó đang bị uh, uh, đe dọa đấy nên là uh, cái uh, nguồn cây gỗ cây trong tự nhiên hiện tại nó đang giảm rất là nhiều so với lại là khai thác gỗ các thứ nữa thì cái cái dòng gỗ trò chỉ này hiện tại thì đang trong ngoài tự nhiên thì nó còn rất là ít đấy mặc dù cái dòng gỗ trò chỉ này nó chỉ thuộc vào nhóm 2 thôi đấy nhưng mà tuy nhiên đấy, cái Kinh tế trồng từ cây này thì nó uh, Hiệu quả nó rất là cao Tại vì sao? Tại vì cái dòng gỗ trò chỉ này nó có cái tốc độ uh, phát triển uh, Rất là nhanh Đấy uh, Chỉ khoảng từ 12 cho đến 25 thôi Thì cái kích thước của cái cây trò chỉ này đạt được uh, Đường kính nó có thể lên đến một mét rưỡi các bác ạ uh, Cái điểm đặc biệt của cái dòng gỗ trò chỉ này Là cái màu vân gỗ của nó, uh, nó Mỗi cái cây trò chỉ này uh, Sau khi mà À khai thác ấy, thì cái đường vân gỗ còn sẽ có à, rất nhiều các màu nhé, ví dụ như là màu đỏ này, màu xanh này, màu vàng này, à, vân à, vân nâu này, đấy các cái thứ của nó, các thứ vân của nó sẽ có các loại màu sắc khác nhau đối với các cây các bác nhé. Đấy, à, ngoài ra thì cái à, gỗ của cái dòng cây trò chỉ này thì nó rất là mịn cũng như là chắc đấy đối với những cái dòng gỗ uh, tầm trung như cây uh, trò chỉ này thì uh, uh, chất gỗ của nó như vậy là cực kỳ tốt đấy các bạn uh, đồ nội thất làm từ cái cây gỗ uh, trò chỉ này hay là những cái uh, sàn gỗ nội thất uh, bàn ghế tủ làm từ gỗ trò chỉ thì nó sẽ rất là bền, đấy, rất là bền và chắc và gỗ của nó tiếp cận được với những người có thu nhập thấp đối với những cái uh, những dòng gỗ quý thì là đồ sản phẩm của nó sẽ rất là cao nhưng mà đối với cái dòng uh, cái dòng cây uh, uh, trò chỉ này thì uh, cái đồ sản phẩm nội thất của nó sẽ tiếp cận được với rất là nhiều người cũng như là uh, nó sẽ được tiêu thụ rất là nhanh chính vì vậy mà nhu cầu khi các bác mà trồng ra thì cái đầu ra của cái dòng cây này thì uh, rất là cao đấy À, tại vì kích, đối với kích thước của cây này nó rất là to nên là à, giá trị về sau đấy khi các bác trồng cái cây này thì cái kinh tế nó đem lại thì cũng rất là lớn đấy mặc dù giá thành nó thấp hơn so với những cái dòng gỗ loại một nhưng mà cái bù lại là cái kích thước của nó sẽ vượt trội hơn đấy vượt trội hơn so với những dòng dòng gỗ khác nha các bác nhé đấy thì hôm nay em sẽ đo trực tiếp cái cây giống hiện tại em đang cung cấp cho các bác nhé đây các bác có thể quan sát trực tiếp này em đo từ miệng bầu nhé Đấy, cây em đo từ miệng bầu miệng bầu cây giống để đi cho bác được đổi như cây này nó đang rơi khoảng tầm 70 đến 80 cm này các bác Đấy, tầm cây này tầm 80 rồi Đấy, từ mặt bầu nhé các bác nhé Đấy. thì à, trong cái cơ, lô cây giống này thì nó sẽ có cây cao cây thấp thôi như cây của em thì nó sẽ à, thuộc vào cây à, vừa phải Đó, có những cây nó cao hơn này như cây này nó phải rơi khoảng tầm 90 phân rồi Đó, có những cây nó sẽ thấp hơn nó chỉ khoảng được tầm 50 phân thôi Đó, nhưng mà à, các bác à, cần kích thước như nào thì bên em vẫn có thể chọn lọc cho các bác Đó, như bên này thì bên em đang dồn này như khách chọn cây cao bên em đang dồn những cây thấp lại để à, à, chăm sóc lại này Đó, thì vừa thời tiết hôm nay à, khu vực chỗ em thì nó lại à, mưa khá là to nó vừa ngớt được một chút thì em đã ra vườn quay cho các bác rồi đấy thì đây này đây các bác nhìn có thể nhìn này đây là những cái cây cây giống trò chỉ rất là đẹp kích thước cao đấy, đấy à, hiện tại thì cái cây trò chỉ này thì số lượng em còn rất là nhiều đấy bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cái cây trò chỉ thì có thể à, liên hệ cho bên em để bên em hỗ trợ và tư vấn cho các bác một cách tốt nhất nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau